cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ngay từ khi hình thành đến khi đổ bộ vào đất liền, bão số 3 Iagi cho thấy sự dị thường, điều đó được chứng minh qua sức tàn phá khủng khiếp trên đường bão đi qua. Bão số 3 Iagi là cơn bão rất đặc biệt, bão hình thành phía đông của Philippines nhưng mạnh lên thành siêu bão trên Biển Đông và là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật cấp 17. Khi đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp từ 13 đến 14, giật cấp 16 đến 17. Bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến tỉnh Thanh Hóa, lên đến 26 tỉnh, thành phố và gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết. Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, chưa có cơn bão nào đi vào Biển Đông mà mạnh lên thành cấp siêu bão. Bão số 3 cũng có quá trình mạnh lên rất nhanh, từ thời điểm vào Biển Đông ngày 2 tháng 9 cấp 8 đến hơn 2 ngày sau bão đã mạnh thêm tới cấp 8, đạt cấp siêu bão vào ngày 5 tháng 9. Điều này là tương đối hiếm gặp đối với bão trên Biển Đông. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công tác phòng chống thiên tai luôn được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ sớm từ xa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm liên tiếp ban hành 3 công điện khẩn để chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với bão. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên tục có cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành và 28 tỉnh, thành phố Bắc Bộ đến tỉnh Hà Tĩnh và trực tiếp đi kiểm tra chỉ đạo tại 4 tỉnh ven biển từ tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, ngày 7 tháng 9, Thủ tướng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại Hải Phòng và giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo ứng phó với bão tại Quảng Ninh. Đến ngày 8 tháng 9, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng họp trực tuyến và trực tiếp với các Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ đến Thanh Hóa để chỉ đạo công tác khắc phục khẩn cấp hậu quả cơn bão số 3. Để đối phó với cơn bão Iagi, lực lượng chức năng đã huy động 407.469 người ứng phó với siêu bão Iagi, trong đó có lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên, đồng thời quân đội cũng huy động 10.124 phương tiện, 403 xe đặc chủng, 4.773 xe ô tô, 4.942 tàu thuyền, 6 máy bay sẵn sàng ứng phó siêu bão số 3. Tính đến 17:30 ngày 8 tháng 9, bão số 3 đã làm 24 người chết và mất tích, 229 người bị thương, 25 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Tại Hà Nội, hàng loạt cây cổ thụ gãy đổ ngổn ngang, gây chia cắt các tuyến đường trong nội thành. Bão Iagi quét qua thủ đô, làm 3 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Thành phố Hà Nội ghi nhận 274 nhà dân và công trình khác bị tốc mái, nhà lợp tôn, 4 nhà mái tôn bị sập, nhiều cột điện bị đổ. Ngoài ra còn có gần 100 ô tô xe máy bị hư hỏng. Bão đã làm các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. Ngoài ra, nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái hư hỏng, rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Về nông nghiệp, bão Iagi cũng là 109.382 ha lúa bị ngập úng thiệt hại, 17.921 ha hoa màu bị ngập úng và 6.902 ha kênh quả bị hư hại. Đồng thời, trên 1.100 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi chủ yếu ở Quảng Ninh. Tối 7 tháng 9, tâm bão Iagi quét qua thủ đô gây mưa to và dông lốc suốt 7 tiếng. Gió bão giật cấp 10, mạnh chưa từng có 30 năm qua, khiến cây đổ la liệt khắp thành phố Hà Nội. Sau một đêm, bão Iagi quần thảo, đường phố Hà Nội tan hoang với hàng loạt cây xanh bị gãy đổ, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái tôn. Bão lớn cây đổ gây mất điện hàng loạt các khu dân cư cả trong nội thành lẫn ngoại thành Hà Nội. Sống ở Hà Nội gần 30 năm qua, đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến trận bão lớn gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Anh Hoàng Anh Minh, nhà Tây Hồ chia sẻ.
hàng loạt tuyến đường ở miền núi phía Bắc tê liệt do hoàn lưu bão số 3. Cung Cá Heo, Bảo tàng Quảng Ninh là những công trình từng được đầu tư nghìn tỷ đang chịu cảnh hư hại nặng nề sau khi bão số 3 đổ bộ vào Hạ Long. Nằm ở vị trí sát biển, Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng bị hư hại nặng sau cơn bão số 3 đổ bộ. Công trình được người dân địa phương gọi là Cung Cá Heo vì nhìn từ trên cao giống loài cá này đang bơi. Khi bão số 3 đổ bộ đất liền vào chiều 7 tháng 9, từng đợt gió giật mạnh khiến phần mái tôn trắng phủ bên trên Cung Cá Heo bị bóc từng mảng lớn, vò nát rồi hất xuống quảng trường 30 tháng 10 và lòng đường. Ngoài ra, phần cách nhiệt dưới lớp tôn cũng bị xé toạc rồi rơi đầy trong khuôn viên cung. Sau một ngày bị bão số 3 quần thảo, hiện tại Cung Cá Heo vẫn đang trong tình trạng ngổn ngang, lớp kính cực lực bị va đập vỡ tan tành, mảnh kính sắc nhọn phủ đầy bên trong khu vực tổ chức hội chợ. Ngay cạnh Cung Cá Heo là Bảo tàng Quảng Ninh, tổng mức đầu tư xây dựng 990 tỷ đồng. Tại đây rất nhiều hạng mục bị hư hại như cửa ra vào, hệ thống đèn LED, cầu thang dành cho người khuyết tật, cây cảnh xung quanh cầu kính và những ô kính đen phủ ngoài. Những ô kính cường lực ốp bên ngoài bảo tàng bị vỡ vụn sau cơn bão. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, ông Đỗ Quyết Tiến, giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh cho biết, với những hạng mục bị hư hỏng của Bảo tàng Quảng Ninh và Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh thì sơ bộ thiệt hại khoảng 70 tỷ đồng. Hai bên công trình đều hư hỏng do bão số 3 gây ra, khiến công tác khắc phục mất rất nhiều thời gian. Ban quản lý dự kiến, bảo tàng phải tạm dừng hoạt động hơn một tháng để sửa chữa. Theo thống kê, về tình hình thiệt hại do bão số 3 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tính đến 12 giờ ngày 8 tháng 9, có 2 người tử vong do tường bếp đổ, 18 người bị thương do vỡ kính mái tôn. Nhiều tuyến đường, tuyến phố bị gãy đổ cây xanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, biển báo, đường dây thông tin bị ngập nước gây ách tắc nghiêm trọng, hoạt động giao thông bị đình trệ gián đoạn. Tại hầu hết các khu vực bị cắt điện để đảm bảo an toàn hoặc do sự cố đường dây, nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan, cơ sở doanh nghiệp, kho tàng, xưởng sản xuất, trang trại chăn nuôi hư hại tốc mái, cột điện bị gãy đổ, nhiều diện tích lúa hoa màu, cây quả, cây cảnh bị gãy đổ hư hại. Thống kê sơ bộ về tình hình thiệt hại đến thời điểm 12 giờ ngày 8 tháng 9, thành phố Hải Phòng hư hỏng 528 nhà dân, 128 trường học, 13 cơ sở y tế, 104 trụ sở làm việc, 3 trạm điện, 210 trang trại, 367 cột điện, cột chiếu sáng N3, trạm thu phát sóng, 807 biển báo giao thông, gãy đổ 6.059 cây xanh, hư hại 16.735 ha lúa và hoa màu, 1.200 cây ăn quả, 48 ha diện tích nuôi thủy sản. Về sự cố lưới điện gây mất điện trên diện rộng, hiện đã có 3/5 trạm 220 kV, 35 trạm 110 kV đã khắc phục. Đến sáng ngày 8 tháng 9, đã có 160.000 trên 793 khách hàng được sử dụng điện. Hiện các lực lượng đang phối hợp cố gắng khắc phục số còn lại trong ngày 9 tháng 9 năm 2024, trong đó ưu tiên tập trung khắc phục điện cho các cơ sở y tế, khu công nghiệp, trường học, các trạm cung cấp nước sạch để phục vụ sản xuất và nhu cầu của người dân hoàn thành trong ngày 8 tháng 9. Riêng đối với huyện đảo Cát Hải, việc khôi phục hệ thống lưới điện gặp khó khăn hơn do phụ thuộc vào việc khắc phục sự cố đứt đường dây truyền tải trên khu vực biển. Hiện nay, các lực lượng trên địa bàn thành phố đang huy động tổng lực thực hiện thu gom rác thải, phục hồi cây xanh bị gãy đổ tại các tuyến đường giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt là các tuyến giao thông giữa các địa phương hoàn thành trong ngày 9 tháng 9.